Sáng ngày 3 tháng 1, giờ Việt Nam, trao đổi với truyền thông, con gái danh ca Lệ Thu cho biết lúc sáng mẹ cô đã ngừng thở, bác sĩ thông báo bà qua đời. Tuy nhiên, một lúc sau, bà đã thở lại. Hiện bà nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Thông tin danh ca Lệ Thu qua đời ban đầu đã khiến các nghệ sĩ gửi lời chia buồn tới gia đình. Ca sĩ Quang Dũng ban đầu chia sẻ là anh nhận được thông tin danh ca Lệ Thu ngừng thở từ người thân ở Mỹ. Ông bầu Dũng Taylor, chồng ca sĩ Thu Phương, ban đầu đã gửi lời chia buồn tới gia đình danh ca Lệ Thu khi nhận tin bà qua đời. Tuy nhiên, sau đó anh đính chính rằng bà đã thở lại. Một vài nghệ sĩ Việt sau khi nghe tin ban đầu từ người thân đã gửi lời chia buồn tới gia đình danh ca Lệ Thu. Sau đó, họ thông báo tin vui rằng bà đã thở lại. Trước đó, danh ca Lệ Thu nhập viện điều trị vì mắc COVID-19 tại Bệnh viện Memorial Coast, California, Mỹ. Sức khỏe của bà yếu, phải cấp cứu trong phòng ICU của bệnh viện. Ngày 2 tháng 1, tình hình sức khỏe của danh ca Lệ Thu, ca sĩ Quang Thành cho biết chị Lệ Thu vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vì đường huyết tăng cao nên việc điều trị hơi phức tạp. Hiện tại, chưa có thông tin khả quan. Gia đình mong người hâm mộ cầu nguyện cho chị mau chóng bình phục. Danh ca Lệ Thu, sinh năm 1943, tên thật là Bùi Thị Oanh. Bà là giọng ca tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của danh ca Lệ Thu tuy không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng bà là người trình bày rất thành công nhiều ca khúc của Phạm Duy. Trước năm 1975, Lệ Thu được mệnh danh là giọng ca vàng dòng hay vàng 10. Nhiều người cho rằng sở dĩ Lệ Thu có danh xưng đó vì bà chỉ hát ở các phòng trà độc quyền với giá cát xê ở mức ngất ngưởng. Tên tuổi của bà gắn với nhiều ca khúc như Hương Xưa, Bản Tình Cuối, Giáng Ngọc, Mùa Thu Cho Em năm 2017. Danh ca Lệ Thu từng thực hiện đêm nhạc như là kỷ niệm cùng Tuấn Ngọc tại Việt Nam. Trong một cuộc trò chuyện với Dinh, nữ danh ca từng chia sẻ, hơn 50 năm ca hát, tôi được nhiều thứ. Trước hết là được lòng yêu thương của khán giả, sau nữa là được hát, tức là được nói lên cảm xúc của mình qua âm nhạc. Với tôi, âm nhạc là một phần không thể thiếu của đời sống.